Chiều cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp tục đi kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 trên địa bàn quận Liên Chiểu. Trên địa bàn quận Liên Chiểu hiện có 116 chốt phong tỏa, trong đó có 35 chốt cứng, 81 chốt mềm. Quận đã thành lập 46 đoàn kiểm tra, huy động các cơ quan đoàn thể công an, quân đội, biên phòng, đoàn thanh niên tham gia các chốt phòng chống dịch. Đánh giá cao công tác triển khai thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cần tiếp tục triển khai nghiêm việc kiểm soát tại các chốt phòng chống dịch, trang bị loa tay cho các lực lượng chức năng để thuận tiện cho việc nhắc nhở người dân, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho lực lượng trực tại các chốt và khu vực cách ly y tế. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy giao quyền cho Chủ tịch quận trong việc đóng phong tỏa những khu vực dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong trường hợp mà khi phát sinh các cái ca F0 mà đông ấy, thì tôi giao lại cái thẩm quyền cho Chủ tịch quận, đồng chí quyết định đóng một phong tỏa đến các phường. Phong tỏa cứng ấy. Cứng ở đây là kể cả là không cho bất kỳ người ra bên ngoài, trừ trường hợp chúng ta cho phép. Đấy. Chứ không phải là cái việc là cho phép đi làm hay là đã cứng là phong tỏa cứng ngay ở trong cái khu vực đó, và chúng ta chịu trách nhiệm là cung ứng toàn bộ các cái nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con ở cái khu vực này để ngăn không cho cái việc mà dịch nó lây lan ra ngoài. Đến kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch trên đường Tạ Quang Bửu, vị trí cửa ngõ ra vào thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cần chú ý bảo đảm an toàn trật tự giao thông trong quá trình tổ chức khai báo y tế. Bí thư cũng lưu ý quận Liên Chiểu cần rút kinh nghiệm sau ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị 05, từ đó lên các phương án linh hoạt để triển khai trong những ngày tiếp theo.